chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan nút giao thông An Phú tại thành phố Thủ Đức. Dự án nút giao An Phú có thể được chia thành hai phần, đoạn ở ngã ba với Đồng Văn Cống và đoạn ra vào cao tốc. Hiện tại, tiến độ thi công hầm chui tại ngã ba Đồng Văn Cống đã bắt kịp tiến độ các gói thầu khác. Theo mình thấy thì đoạn hầm này thi công sau nhưng có thể sẽ về đích trước so với đoạn hầm ra vào cao tốc. Cầu Dòng Ông Tố mới cũng có tiến độ thi công rất nhanh chóng, có thể hợp long trong 1 đến 1 tháng rưỡi tới. Từ hai nhánh mới của cầu cũng sẽ có hai cầu vượt kết nối đường Đồng Văn Cống với đường Mai Chí Thọ, hướng về ngã ba Cát Lái. Nút giao An Phú là công trình trọng điểm với vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng. Quy mô nút giao 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt, vòng xoay trên mặt đất. Với các đường giao thông khác mức, sẽ giúp xe cộ di chuyển qua nút giao mà không cần dừng chờ nhau như hiện tại, giảm tình trạng kẹt xe cho nơi này. Tương lai khi hoàn thành sẽ là nút giao lớn và đẹp nhất thành phố. Về gói thầu xây dựng hầm chui hai chiều từ đường cao tốc hướng về hầm Thủ Thiêm, như trong video các bạn thấy cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều trong mấy tháng qua. Hiện tại cũng đã thấy triển khai đào đất cho đốt hầm tiếp theo. Ba nhánh cầu Bà Giạc đã đổ bê tông xong các bản mặt cầu và đang được thi công các mố cầu. An Phú, nút giao thông quan trọng đặc biệt ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đầu tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây kết nối với những đường trục chính như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống. Thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau vào giờ cao điểm. Sau hơn 15 tháng xây dựng, đến nay nhiều đoạn thuộc dự án nút giao An Phú có tiến độ như các bạn vừa xem. Vậy theo các bạn thì nút giao có thể về đích vào 30 tháng 4 2025 như đề ra hay không? Hãy bình luận phía dưới nhé! Khu vực tiểu đảo, dãy phân cách đã được san phẳng, trải nhựa để chuẩn bị phân luồng giao thông mới khi sẽ thi công các đốt hầm kính ở nút giao này.
Ngoài các vị trí đang thi công, thì hiện tại nút giao vẫn còn vướng 24.000m2 mặt bằng, nằm đầu đường Lương Định Của về hướng đường Nguyễn Hoàng. Việc mở rộng đường Lương Định Của cũng chưa có dấu hiệu khả quan. Video các bạn có thể thấy lưu lượng xe đi qua nút giao này là rất lớn. Hy vọng trong thời gian tới nút giao sẽ đẩy nhanh thi công để về đích đúng hạn, giải tỏa ùn tắc cho khu vực này, góp phần hiện đại hạ tầng giao thông của thành phố, phát triển kinh tế, xã hội. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.